tổ chức OSCE kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho các quan sát viên ở miền đông Ukraine, tin từ Mạc Tư Khoa. Tổng thư ký Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu hôm nay đã kêu gọi thả ngay lập tức 8 quan sát viên của OSCE đã bị mất tích trong cuộc khủng hoảng ở miền đông Ukraine, đến nay đã 16 ngày. Hai nhóm, mỗi nhóm có 4 quan sát viên cùng với một thông dịch viên người Ukraine đã bị mất tích ở miền đông Ukraine vào cuối tháng trước. Một nhóm bị mất tích ở khu vực Donetsk vào ngày 26 và một nhóm bị mất tích ở phía bắc của thành phố Luhansk vào ngày 29 tháng 5. Một số các lãnh đạo cấp cao của lực lượng ly khai đã hứa sẽ thả họ, nhưng đến nay OSCE vẫn không liên lạc được với các nhân viên của mình. OSCE đã bị mất liên lạc với hai nhóm giám sát quốc tế vào cuối tháng 5 trong bối cảnh giao tranh dữ dội giữa quân đội Ukraine và các chiến binh của lực lượng ly khai thân Nga ở phía đông của đất nước. Tại cuộc họp với Ngoại trưởng Nga ông Sergei Lavrov ở Mạc Tư Khoa, ông Lambert Tozanyi cho biết ưu tiên của OSCE là làm tất cả mọi thứ để tạo điều kiện giải thoát cho các quan sát viên bị bắt giữ. Ông Zanyi và ông Lavrov đã đồng ý rằng các quan sát viên của tổ chức OSCE cần phải có mặt ở Ukraine để quan sát các sự kiện, và cả hai đã thảo luận về khả năng xảy ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo, trong khi một số người Ukraine đang tìm cách chạy trốn khỏi những khu vực có bạo lực. Ông Lavrov nói rằng các bên cần phải tuân thủ các thỏa thuận đã ký kết vào tháng 4 tại Geneva, phát thảo các bước để khôi phục lại hòa bình cho Ukraine. Ông cũng đã nói với những người trong cuộc họp rằng Nga đã cung cấp viện trợ nhân đạo cho các khu vực bị ảnh hưởng bởi bạo lực thông qua các chiến binh ly khai thân Nga sau khi Kiev đã từ chối cho phép Nga giao hàng viện trợ trên lãnh thổ của Ukraine.